Năm nay số lượng chim hồng hạc ở khu bảo tồn quốc gia Los Flamencos thấp hơn nhiều so với hai năm trước, khoảng 100 đến 150 cá thể hồng hạc được phát hiện vào năm ngoái, song chỉ có 15 đến 20 cá thể đã được nhìn thấy vào năm nay. Ông Guillermo Quibilos, người đứng đầu đơn vị điều tra và bảo tồn của vườn quốc gia Chile cho biết biến đổi khí hậu, khai thác mỏ trong trường hợp này là lithium đe dọa chim hồng hạc. môi trường sống của chim hồng hạc là đầm nước vùng cao nguyên và vùng đất ngập nước cao Eden nơi rất dễ thay đổi do tác động từ con người và môi trường. bất kỳ thay đổi nào trong môi trường này đều ảnh hưởng đến sinh vật sống trong đó để tìm ra nơi chim hồng hạc đang di trú các nhà khoa học đang bẫy và gắn các thiết bị truyền vệ tinh lên một số cá thể dữ liệu sẽ được sử dụng để đề xuất các địa điểm và nỗ lực bảo tồn cho ba loài chim hồng hạc dữ liệu cũng sẽ giúp chính quyền địa phương quy hoạch mục đích sử dụng đất trong bối cảnh các khu bảo tồn phải lựa chọn giữa bảo vệ đa dạng sinh học hoặc khai thác khoáng sản